Hello, chào mừng tất cả cô chú anh chị và các bạn chủ đầu tư đã quay lại kênh Nhà đất Tây Ninh. Thì hôm nay Nhà đất Tây Ninh sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị mình một lô đất ở đây. Mặc dù thời tiết hôm nay cũng không đẹp lắm, cho nên mình cũng cố gắng chia sẻ cho cô chú anh chị cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Thì hiện tại báo cáo cô chú anh chị mình là lô đất này nằm ở khu phố Hòa Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Thì diện tích đất này là ngang 20. Đó, thấy là rất rộng đúng không? Ngang 20 mét là một cạnh là 45 mét bên kia. Cạnh 45 mét và cạnh 52 mét. Đây mình thấy xéo đây bên đây chắc 45 mét nè, bên đây là 25 mét. Từ mí này sâu vô trong là 52 mét, có 367 thổ cư. Đất này có thể tách hai sổ, một sổ là 9 mét và một sổ 11 mét. Thì cô chú anh chị mình chọn lô nào cũng được. Thì quay lại vị trí miếng đất mình đây thì có hai hướng. Hướng này sẽ thông ra quốc lộ 22 khoảng 800 mét, khoảng độ chừng là 800 mét. Thì quốc lộ 22 này sẽ đi về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài nè, thành phố Tây Ninh nè, sẽ ngược về là thị xã Trảng Bàng nè, khu nghiệp Trảng Bàng và thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngược lại hướng bên này của mình sẽ ra trục chính An Lợi, phường An Hòa, ra chợ An Hòa, ra khu công nghiệp Thành Thành Công. Thì hiện tại vị trí đất của mình sẽ nằm giữa ba khu công nghiệp, là khu công nghiệp gần nhất là khu công nghiệp Thành Thành Công và khu công nghiệp Trảng Bàng và khu công nghiệp Phước Đông nha cô chú anh chị. Thì hiện tại vị trí miếng đất mình ra khu công nghiệp Thành Công là khoảng 4 km, khu công nghiệp Trảng Bàng là 7,5 km và khu công nghiệp Phước Đông 11 km, cách thị xã Trảng Bàng là 4,8 km, bến xe An Sương là 42 km, về cửa khẩu quốc tế Mộc Bài là 19 km, về thành phố Tây Ninh là 47 km và núi Bà Đen Tây Ninh là 45 km. Thì hiện tại vị trí miếng đất mình sẽ quay mặt về hướng bắc nghe cô chú anh chị. Thì đất sạch sẽ, cao ráo bằng mặt đường, không màu mã, nhưng cái điểm yếu là ở trước đây của người ta thì có ông bà người ta đây, nhà ta ở đây cô chú anh chị. Thì mình sẽ báo cáo chi tiết có màu mã nhưng mà không phải trên địa phận đất của mình đó. Thì chủ báo giá là 160 triệu trên một mét nha cô chú anh chị. Đất có thổ cư nha, 367 thổ cư nha. Thì báo lại cô chú anh chị mình, khu phố đất mình ở vị trí là khu phố Hòa Lợi, phường Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là 20 nhân 52 là một cạnh 52, cạnh 45. Đất mình có hai sổ 9 m và 11 m. Chủ báo giá là 160 triệu triệu 1 m. Rồi, mình sẽ đi ra hướng chính đi, hướng chính ra quốc lộ 22 đi. Rồi, bên đây sẽ ra khu nghiệp Thành Công. Tại giờ mình chia sẻ video cũng ngắn thôi, mình sẽ ra quốc lộ 22 cho cô chú anh chị mình biết đường này thông tứ hướng nha. Nhà cửa đông đúc, nhà trọ nhà nghỉ thì nhiều, xe hơi xe tải chạy được. Trời này thời tiết tháng này mưa gió cho nên là đường thì cũng không được đẹp, cô chú anh chị cũng thông cảm nha. Thì bên em cũng có cái nhận giới thiệu mua bán nhà đất, cô chú anh chị mình xem được video thì có yêu cầu liên hệ Zalo 0878948369. Cô chú anh chị đăng ký kênh để ủng hộ và cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Thì từ đất mình ra nhựa đây cũng vài chục mét thôi, cũng không xa. Hiện đây lên đường nhựa rồi cô chú anh chị. Đường này quẹo phải, mình sẽ ra trục chính An Lợi luôn nha, ra chợ An Hòa, khu nghiệp Thành Công. Đường này mình sẽ ra quốc lộ 22,
hướng về thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại là cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và thành phố Tây Ninh. Đường này thì ra trục chính An Quới, phường An Hòa, đường này luôn. Đây, nhà trọ nè. Đập quá. Đây nhà trọ rất là nhiều. Đây nó nằm trung tâm ba cái khu công nghiệp, cho nên người ta cư trú ở đây và đi làm. Thì báo cáo của khu chính trị mình, hiện tại ở khu An Hòa mình nhà trọ cũng còn khan hiếm. Khu công nghiệp thì mở rộng nhiều. Tới đây sẽ có khu công nghiệp Lộc Giang, Đức Hòa, Long An, giáp ranh với Tây Ninh mình là khu công nghiệp Phước Đông. Đây cũng có phòng trọ của chính trị, phòng trọ đây nhiều. Thì đây đã đến quốc lộ 22 rồi của chính trị, cũng có vài trăm mét thôi. Thì trái màn hình đây mình sẽ về thành phố Tây Ninh, cửa khẩu Mộc Bài, và bên tay phải màn hình đây sẽ về thị xã Trảng Bàng, bến xe An Sương, thành phố Hồ Chí Minh. Thì từ vị trí này chạy khoảng 1 km nữa thôi tới cổng chào thị xã Trảng Bàng rồi. Thì mình cũng kết thúc video đây. Cô chú anh chị mình đăng ký kênh để cập nhật thông tin nhà đất mới nhất. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn.